Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Phượng cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Các blogger ủng hộ Putin nổi giận sau khi đoàn xe thiết giáp bị tấn công bởi những cú đánh chính xác của Ukraine. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Pro-Putin bloggers fume after armored column hit by Ukraine's precise blows. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Các blogger quân sự ủng hộ Điện Cẩm Linh đã chỉ trích việc Nga tiếp tục hành quân thành các đoàn xe dài theo kiểu phô trương thanh thế sau các cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào các đoàn xe. Khi bắt đầu cuộc xâm lược, Nga đã tổ chức một đoàn xe dài đến 64 km tấn công Ukraine, làm mồi cho các cuộc pháo kích và phục kích của quân Ukraine. Tuy nhiên, cũng có các blogger quân sự Nga bênh vực cho việc di chuyển thành các đoàn xe dài. Họ cho rằng đó không phải là phô trương thanh thế. Thực tế là nếu hành quân riêng lẻ, nhiều binh sĩ Nga bỏ xe giữa đường, đào ngũ khi biết mình đang lái xe ra tiền tuyến. Các blogger người Nga cho biết Ukraine đã tấn công một đoàn xe hôm thứ Bảy ở thị trấn Suza ở tỉnh Kursk, gần biên giới Nga. Họ cáo buộc các chỉ huy mặc tư khoa đã không rút ra bài học sau hơn 2 năm tham chiến. Special Kelsen Cat, một tài khoản trên X, trích dẫn tuyên bố của các nguồn tin Ukraine rằng đoàn xe Nga bị tấn công bao gồm 18 phương tiện mà các blogger quân sự Nga cho biết đã bị bắn trúng ở phía trước, ở giữa và ở phía sau. Tài khoản Telegram Two Majors, nơi cung cấp thông tin cập nhật thường xuyên về các động thái của Nga trong cuộc chiến, đã đăng trên Telegram về việc Bộ Chỉ huy quân sự Mạc Tư Khoa đang điều một số lực lượng không xác định đến khu vực Kursk. Tuy nhiên, tài khoản này đăng tải rằng sau 3 năm tham chiến, Nga đang phải hứng chịu những đòn chính xác vào đầu và đuôi đoàn xe. Sau các cuộc tấn công vào khoảng giữa, các phương tiện ở đó đã tìm cách giải tán tốt nhất có thể. Một kênh Telegram khác có tên Ghi chú của một cựu chiến binh đăng: mới tuần trước tôi đã viết về việc di chuyển của các đoàn quân cách biên giới 8 km. Không có gì thay đổi kể từ đó ngoại trừ việc đoàn xe đã trở nên dài hơn. Kênh LPR1 cũng chỉ trích quyết định cho phép các đoàn xe của chỉ huy, trong khi Roman Alekhin đăng trên Telegram cách đối mặt với máy bay điều khiển từ xa và pháo binh Ukraine: chúng ta phải tìm kiếm các tuyến đường hậu cần khác nhau và chia nhóm, đặc biệt khi có các tuyến đường an toàn, cho dù khoảng cách đó có xa hơn đi chăng nữa. Trong khi đó, các quan chức và blogger của Mạc Tư Khoa hôm Chủ nhật cho biết lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công MLRS vào Sebikino ở Belgorod của Nga, cách biên giới khoảng 3 dặm. Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Klatko cho biết cuộc tấn công đã giết chết phó quận trưởng Korostansky Igor Nepchiporenko và làm bị thương các quan chức địa phương khác, những người này đến kiểm tra các quả bom. Tuần trước, Mỹ được cho là đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Washington cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga sau lời cầu xin của Kyiv. Quân đội Nga cố gắng tấn công hòn đảo quan yếu sau khi để mất nó vào tay Ukraine. Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm thứ Hai, 3 tháng 6, Thuyền trưởng Trung tá Dmytro Belenchuk, phát ngôn nhân Hải quân cho biết quân đội Nga đã thất bại trong cố gắng tái chiếm một hòn đảo quan trọng sau khi để mất hòn đảo này vào tay Ukraine chỉ vài tuần trước. Các lực lượng của Mạc Tư Khoa gần đây đã tiến hành các cuộc tấn công liên tục để chiếm lại đảo Nestriha có tầm quan trọng về mặt chiến thuật. Trung tá Dmytro Belenchuk, phát ngôn nhân của Bộ Tư lệnh tác chiến phía Nam của lực lượng vũ trang Ukraine nói, đảo Nestriha nằm cách thành phố Kherson của Ukraine khoảng 19 km về phía Tây Nam, nơi Ukraine đã giải phóng cùng với bờ Tây của sông Dnipro vào cuối năm 2022. Lực lượng của Kyiv đã giành lại quyền kiểm soát hòn đảo này từ tay quân đội Nga vào cuối tháng 4 vừa qua. Kể từ đó, Ukraine đã tiến hành các cuộc đột kích thường xuyên dọc Dnipro và tiến đến khu vực bị tạm chiếm bên bờ đông của dòng sông vào giữa tháng 10 năm 2023, sau các hoạt động xuyên sông trên quy mô lớn. Hôm thứ Năm 30 tháng 5,
Trung tá Blair Danchuk cho biết đảo Netrya có ý nghĩa chiến thuật vì nó ngăn cản quân đội Nga tiếp cận các vị trí của Ukraine. Ông nói, sau một thời gian dài tạm dừng, Mà Tư Khoa đã bắt đầu tích lũy lực lượng nhằm tấn công hòn đảo này. Đối phương đã tích lũy một số lực lượng nhất định trong một thời gian để thực hiện hành động leo thang như vậy một lần nữa. Chỉ ngày thứ Tư 29 tháng 5, chúng tôi đã đánh trả 19 vụ tấn công, còn số này khá nhiều. Trung tá Blatenchuk cho biết Nga hiện đang sử dụng mọi nguồn lực sẵn có để gây ra nhiều thiệt hại nhất có thể. Ngoài ra, các cuộc tấn công còn được thực hiện bằng máy bay điều khiển từ xa và hỏa tiễn đạn đạo. May mắn thay, không có nạn nhân, nhưng tình hình khá căng thẳng và phức tạp, ông nói. Bất kể những cố gắng của Nga, cho đến nay, quân xâm lược đã thất bại và rút lui khỏi địa bàn để tránh tổn thất. Nói chuyện với đài phát thanh Homaske, khi Ukraine giành lại quyền kiểm soát hòn đảo vào ngày 28 tháng 4, Trung tá Blatenchuk nói, xét rằng đối phương thường sử dụng các địa điểm tương tự, thực tế có nhiều hòn đảo như vậy trên sông Dnipro để tiếp cận gần hơn và lắp đặt súng cối, thì việc chúng ta chiếm được hòn đảo này có tầm quan trọng chủ yếu đối với phẩm chất của các biện pháp chống phá hoại. Đúng vậy, vị trí này đã được giải phóng khỏi sự hiện diện tiềm ẩn của đối phương. Vào tháng 4, tờ Kyiv Post cho biết đảo Netrya là chìa khóa cho các hoạt động trên bộ của Ukraine trong tương lai nhằm giải phóng Crimea bị tạm chiếm. Crimea đã bị Putin sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Ukraine tuyên bố sẽ đổi lại bán đảo Hắc Hải. Vì quân đội Ukraine và Nga phải dựa vào thuyền để tiếp tế trong khu vực, địa lý địa phương đã giúp cả hai bên có được một số tuyến đường hạn chế. Việc chiếm được hòn đảo sẽ giúp Ukraine có phạm vi bao phủ khu vực tốt hơn và hạn chế số lượng tuyến đường có sẵn để tiếp tế cho quân đội Mà Tư Khoa. Tờ Post cho biết và nói thêm rằng hòn đảo cũng sẽ cung cấp cho Ukraine nhiều lựa chọn tiếp tế hơn. Bỉ, Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp Âu Châu kêu gọi các chính phủ hướng tới việc bịt miệng hung gia lận. Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Belgian EU presidency urges governments to move toward muzzling Hungary. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Bỉ, hiện là Chủ tịch Luân phiên Liên hiệp Âu Châu, đang thực hiện một bước đi đặc biệt, đó là thúc giục các chính phủ Liên hiệp Âu Châu xem xét tiến hành các thủ tục tước bỏ quyền bầu cử của hung gia lận. Quốc gia sẽ đảm nhận chức chủ tịch vào tháng tới. Ngoại trưởng Bỉ Hadja Lapid nói với Politico trong một cuộc phỏng vấn, chúng ta có một Âu Châu đang gặp khó khăn trong việc phát triển. Không may là một số quốc gia, đặc biệt là một quốc gia, ngày càng áp dụng thái độ ngang tàng, ngăn chặn và phủ quyết. Cô ủng hộ việc thúc đẩy thủ tục kiểm duyệt điều 7 của Liên hiệp Âu Châu đối với Budapest, một động thái cực đoan có thể khiến một quốc gia bị đình chỉ quyền bầu cử. Cô nói, tôi nghĩ chúng ta cần phải có can đảm để đưa ra các quyết định đi thẳng đến hết điều 7, kích hoạt đến hết điều 7. Điều này quy định việc chấm dứt quyền phủ quyết. Nghị viện Âu Châu đã kích hoạt giai đoạn đầu tiên của thủ tục điều 7 chống lại hung gia lợi vào năm 2018, nhưng quá trình này đã bị đình trệ. Bước tiếp theo của thủ tục đó được sử dụng khi một quốc gia được coi là có nguy cơ vi phạm các giá trị cốt lõi của khối, thường được gọi là lựa chọn hạt nhân vì nó đưa ra các biện pháp trừng phạt chính trị nghiêm trọng nhất mà khối có thể áp đặt đối với một quốc gia thành viên, cụ thể là đình chỉ quyền bỏ phiếu về các quyết định của Liên hiệp Âu Châu. Hung gia lợi chuẩn bị đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Liên hiệp Âu Châu vào tháng 7, trao cho Budapest nhiều quyền lực hơn để thiết lập chương trình nghị sự và các ưu tiên của Liên hiệp Âu Châu trong 6 tháng. Trong khi Thủ tướng Hung gia lợi Viktor Orbán tiếp tục cản trở việc ra quyết định của Liên hiệp Âu Châu về các vấn đề quan trọng từ viện trợ quân sự cho Ukraine, các biện pháp trừng phạt chống lại Nga thực hiện bước tiếp theo để chào đón Kyiv gia nhập khối. Lapid nói, đây là khoảnh khắc của sự thật, hoặc chúng ta phải đối mặt với trách nhiệm của mình, điều này đòi hỏi lòng dũng cảm chính trị và ý chí, hoặc chúng ta đưa ra những cơ chế không hoạt động, và vì vậy chúng ta phải lựa chọn. Nếu chúng ta đi đến cùng với cơ chế này thì nó phải hoạt động. Nếu không được thì chúng ta phải cải cách lại. Đó là tương lai của Liên minh Âu Châu, là Việt nói.
Thất vọng trước các động thái ngăn chặn của Budapest, các nước Âu Châu khác đang xem xét những cách sáng tạo để đi vòng qua Budapest trước các quyết định quan trọng của Liên hiệp Âu Châu, chẳng hạn như tấn công vào hàng xuất khẩu của Nga mà không đòi hỏi sự đồng thuận của tất cả các thành viên. Một số nhà lãnh đạo Liên hiệp Âu Châu cũng đề nghị giao cho Hung Gia Lợi một danh mục đầu tư yếu kém trong Ủy ban Âu Châu tiếp theo, bất chấp mong muốn của Budapest được giữ các công việc trọng đại có uy tín hơn. Kể từ khi lên nắm quyền cách đây 2 thập niên, chính phủ Orbán đã trao cho đảng Fidesz cầm quyền nhiều ảnh hưởng hơn đối với hệ thống tư pháp và truyền thông nhà nước. Kể từ khi Nga xâm lược toàn diện Ukraine, Budapest đã liên tục giảm tốc độ viện trợ cho Ukraine hoặc ngăn cản hoàn toàn. Nghị viện Âu Châu và nước Đức nặng ký của Liên hiệp Âu Châu đã đặt câu hỏi về khả năng của Budapest trong việc lãnh đạo Hội đồng Liên hiệp Âu Châu bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Nhưng La Biệt cho biết, Bỉ nhấn mạnh rằng Hung Gia Lợi nên thực hiện nhiệm kỳ đã định. Đó cũng là một lời nhắc nhở trở thành thành viên của Liên minh Âu Châu, có nghĩa là tôn trọng các giá trị, có quyền tiếp cận nguồn vốn là một phần của thị trường chung, tôn trọng các giá trị tự do ngôn luận và sự độc lập của cơ quan tư pháp, cô nói. Cô nhấn mạnh rằng, đó là lý do tại sao Hung Gia Lợi hiện đang phải đối diện với các thủ tục của Điều 7 và ngày càng bị cô lập. Sau khi Brussels hủy bỏ vụ kiện tương tự chống lại Ba Lan vào tháng trước, Hung Gia Lợi là quốc gia Liên hiệp Âu Châu duy nhất phải đối mặt với loại hình trừng phạt này. Phát ngôn nhân của đại diện thường trực của Hung Gia Lợi tại Liên hiệp Âu Châu cho biết, mối quan tâm chính của Hung Gia Lợi hiện nay là giữ cho Liên hiệp Âu Châu thoát khỏi cuộc chiến ở khu vực lân cận của chúng ta. Nếu chiến tranh lan tới Liên hiệp Âu Châu thì điều 7 sẽ là vấn đề nhỏ nhất của chúng tôi. Hỏa tiễn Atakam của Ukraine đang cắt đứt đường cung cấp của Nga tới Crimea, nhưng tuyến cuối cùng là khó nhất. Ký giả David X của tờ Forbes có trụ sở ở New Jersey, Hoa Kỳ cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Ukraine's Atakam rockets are serving Russian supply lines into Crimea, but the last line is the toughest. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Chỉ có một số cách để vận chuyển số lượng lớn hàng hóa từ Nga vào Crimea bị Nga tạm chiếm. Thứ nhất là bằng đường biển. Thứ hai là đường bộ và hỏa xa qua cầu Crimea bắc qua eo biển Kerch. Thứ ba là bằng phà qua cùng eo biển. Và cuối cùng là bằng hỏa xa qua miền nam Ukraine. Lần lượt, Ukraine đã tấn công vào từng đường tiếp tế này. Vụ gần đây nhất là cuộc tấn công các chuyến phà ở eo biển Kerch vào sáng sớm thứ Năm 30 tháng 5. Hỏa tiễn dẫn đường chính xác của hệ thống hỏa tiễn chiến thuật quân đội Ukraine do Mỹ sản xuất đã tấn công bến phà ở Crimea, làm hư hại, nếu không muốn nói là phá hủy hoàn toàn, 2 chiếc phà, một chiếc chở xe hơi và xe tải, một chiếc khác chở tàu hỏa. Hình ảnh vệ tinh đã xác nhận thiệt hại. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, việc vượt phà đã được đối phương tích cực sử dụng để hỗ trợ nhóm quân của chúng ở Crimea đang tạm thời bị tạm chiếm. Nhưng không rõ quân Nga ở miền Nam trông cậy vào phà đến mức nào. Các tàu đáy phẳng luôn là phương án dự phòng cho các phương thức vận chuyển đồ sộ và an toàn hơn. Và tuyến hỏa xa phía Nam an toàn và rộng lớn nhất vẫn còn nguyên vẹn và cực kỳ khó phá hủy. Có thể nói, việc cho nổ tung một vài chiếc phà của Nga có thể làm hài lòng những người bạn của một Ukraine tự do, nhưng nó sẽ không thực sự gây tổn hại nhiều đến các trung đoàn và lữ đoàn Nga ở miền Nam Ukraine bị tạm chiếm. Mick Ryan, một tướng quân đội Úc đã nghỉ hưu, viết trong bản tin của mình rằng các cuộc tấn công vào bến phà Kerch mang tính chất chính trị hơn là quân sự và nhằm mục đích gây áp lực lên Putin trước mặt người dân Nga. Chiến dịch của Ukraine nhắm vào hậu cần của Nga ở miền nam Ukraine đã phát triển về quy mô và mức độ tinh vi kể từ những tuần đầu của cuộc chiến kéo dài 27 tháng của Nga với Ukraine. Đầu tiên, người Ukraine bắt đầu tấn công bằng hỏa tiễn, đặc biệt là hỏa tiễn hành trình Storm Shadow và Scud cùng thuyền điều khiển từ xa có chất nổ vào các tàu đổ bộ chở hàng của hạm đội Hắc Hải của Nga, cuối cùng đánh chìm hoặc làm hư hại hầu hết trong số khoảng chục tàu. Mùa hè năm ngoái, lực lượng Ukraine đã ném bom và làm hư hại cầu Crimea. Các kỹ sư Nga phải mất 6 tháng để khôi phục hoàn toàn các nhịp cầu. Và tuần này, người Ukraine cuối cùng đã tấn công vào bến phà. Khoảng cách từ tiền tuyến đến bến phà khoảng 240 km ám chỉ mạnh mẽ rằng quân đội Ukraine đã bắn một số loại đạn M48 hoặc M57 Atakam mới
có phạm vi tương ứng 275 km và 300 km một dặm, với đầu đạn nặng 215 kg. Ukraine đã nhận được M48 hoặc M57 như một phần của lô lớn thứ hai, gồm 100 Attackam trở lên vào tháng 4. Một đợt trước đó gồm vài chục Attackam vào năm ngoái chỉ bao gồm các mẫu M39 với đầu đạn chùm, chứa 1.000 quả đạn con cỡ lựu đạn và tầm bắn 160 km. Attackam bay xa hơn đã tàn phá các phi trường, hệ thống phòng không của Nga và các tàu chiến neo đậu trên Crimea. Việc chúng gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các chuyến phà không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng không rõ nó thực sự quan trọng đến mức nào nữa. Có lẽ cảm nhận được chiến dịch tấn công sâu sắc tới của Ukraine mùa hè năm ngoái, Điện Cẩm Linh đã xúc tiến xây dựng một tuyến hỏa xa mới dài 80 km nối các tuyến hỏa xa hiện có ở miền đông và miền nam Ukraine bị Nga tạm chiếm. Nhóm phân tích Ukraine Frontalagent Insight đưa tin, tuyến đường này cũng giảm đáng kể thời gian di chuyển từ Nga đến Mariupol ở miền nam Ukraine, rút ngắn vài ngày và đôi khi vài tuần, giúp cho việc di chuyển quân đội và hậu cần hiệu quả hơn. Nhóm của chúng tôi đánh giá rằng tuyến hỏa xa mới này sẽ đủ cung cấp cho khu vực ngay cả khi cầu Crimea bị phá hủy. Nó cũng sẽ bù đắp nhiều hơn cho việc giảm lưu lượng và qua eo biển Kerch. Việc ngăn chặn một tuyến hỏa xa không phải là không thể, nhưng rất khó. Frontalic Insight giải thích. Trước đây, khi Ukraine cố gắng tấn công vào cây cầu hỏa xa nối Crimea với phần còn lại của Ukraine, các hỏa tiễn như Scalp và Storm Shadow đã gây ra thiệt hại tương đối nhỏ và không làm gián đoạn đáng kể hoạt động hỏa xa trong thời gian dài. Theo Frontalic Insight, việc tấn công vào các đoàn tàu cũng khó không kém. Có khả năng người Nga giảm thiểu việc di chuyển của tàu hỏa vào ban ngày, tập trung nhiều hơn vào các hoạt động vào ban đêm và sáng sớm để che giấu các hoạt động hậu cần. Nhưng khi đạn dược của Ukraine cắt đứt các tuyến cung cấp thay thế và người Nga củng cố hậu cần của họ trên tuyến hỏa xa phía nam, người Ukraine có thể phải tập trung vào việc gây ra thiệt hại lâu dài cho đường ray và xe lửa. Họ có thể bắt đầu bằng cách tấn công vào điểm kết nối đông nam mới, đặc biệt là nơi nó đi qua các cây cầu. Frontalic Insight đưa tin, Ukraine hiện sở hữu các phương tiện để gây thiệt hại nghiêm trọng cho đường liên kết này, có khả năng khiến nó không thể sử dụng được trong nhiều tuần hoặc thậm chí nhiều tháng. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn như số lượng hệ thống phòng không mà Nga sẵn sàng phân bổ để bảo vệ các điểm dễ bị tổn thương, đặc biệt là các cây cầu. Nếu có bất kỳ lý do nào để hy vọng vào chiến dịch chống hỏa xa có thể xảy ra của Ukraine, thì đó là do hệ thống phòng không của Nga hiện đang rất mỏng, khi Điện Cẩm Linh phải vật lộn để bảo vệ lãnh thổ bị tạm chiếm, khỏi máy bay điều khiển từ xa, hỏa tiễn hành trình và hỏa tiễn của Ukraine đồng thời bảo vệ các khu công nghiệp, radar và các phi trường ở Nga một cách thích hợp. Video Ukraine cho thấy hai xe thiết giáp Nga bị tiêu diệt bởi Bradley Mỹ. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề Two Russian Armored Vehicles Destroyed by US Bradley, Ukraine Video. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ tài trợ đã tiêu diệt hai xe thiết giáp chở quân của Nga ở miền đông Ukraine. Đoạn phim mới xuất hiện cho thấy điều đó sau khi Kyiv báo cáo về giao tranh dữ dội ở tiền tuyến phía đông. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 6, cho biết chiếc Bradley do Lữ đoàn Cơ giới số 47 của Ukraine điều hành đã hạ gục hai xe chở quân bánh lốp của Nga, đồng thời chia sẻ đoạn phim cho thấy hai phương tiện này bị tấn công khi chúng di chuyển qua một bãi đất trống. Một số binh lính lao ra khỏi xe sau vụ nổ, ngã xuống đất khi bị trúng đạn. Một đoạn clip sau đó dường như được quay từ một máy bay điều khiển từ xa, cho thấy một trong những chiếc APC đang bốc cháy. Theo Bộ Quốc phòng, ngũ giác đài đã cung cấp cho lực lượng Ukraine hơn 300 chiếc Bradley. Xe Bradley có hỏa lực được cung cấp bởi pháo 25 ly, súng máy đồng trục 7,62 ly và bệ phóng hỏa tiễn chống tăng TOW dùng để nhắm vào các đoàn xe thiết giáp của Nga. Trong một bài đăng riêng trên mạng xã hội, Lữ đoàn Cơ giới 47 cho biết các trinh sát của họ đã phát hiện quân Nga và đợi binh sĩ di chuyển vào khu vực trống trước khi bắn súng xích của Bradley. Một chỉ huy của Lữ đoàn Cơ giới 47 nói với Newsweek vào tháng giêng rằng các lực lượng Nga sợ tiến hành các chiến dịch khi họ biết rằng
một chiếc Bradley sẽ chống lại họ. Các chuyên gia phương Tây đã mô tả những chiếc xe này là một công cụ có giá trị, tham gia vào một số cuộc giao tranh khốc liệt nhất dọc chiến tuyến. Đơn vị 47 cũng vận hành xe tăng M1 Abrams do Mỹ cung cấp, từ lâu đã được triển khai trong vùng giao tranh dày đặc ở Donetsk, bất chấp việc lực lượng Nga phát động một cuộc tấn công mới vào khu vực Kharkiv phía đông bắc Ukraine vào tháng trước. Quân đội Kyiv vẫn báo cáo một số cuộc đụng độ ác liệt nhất ở Donetsk. Hôm Chủ nhật, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenko cho biết, lực lượng của họ đã chiếm được Umanske, một thị trấn ở phía tây Avdiivka và phía đông nam Pokrovsk. Điều này đã bị phía Ukraine bác bỏ. Quân đội Ukraine mô tả giao tranh ở phía tây bắc thành phố Avdiivka do Nga kiểm soát, gần thủ phủ khu vực thành phố Donetsk, là dữ dội vào Chủ nhật, đồng thời cho biết các chiến binh của họ đang cố gắng ổn định tình hình. Lực lượng vũ trang Kyiv cho biết, Nga đã cố gắng tiến quân xung quanh hai thị trấn ở phía đông Pokrovsk, một thành trì phòng thủ của Ukraine, một trong những khu định cư được xác định là Sokir, ngay phía bắc Umanske. Trong một tuyên bố sau đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết họ đang đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga gần Umanske. Bản tin tình báo của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh ngày 2 tháng 6. Trong bản tin tình báo mới nhất, Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh đã đưa ra các nhận định liên quan đến trường hợp của viên tướng Nga bị bắt gần đây. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Phượng. Vào ngày 21 tháng 5 năm 2024, truyền thông Nga đưa tin Thiếu tướng Ivan Popov, cựu chỉ huy quân đoàn vũ trang tổng hợp số 58 của Nga, đã bị bắt vì tội gian lận và tham nhũng liên quan đến việc bán vật liệu xây dựng quân sự. Popov bị cách chức chỉ huy quân đoàn tổng hợp 58, được triển khai đến khu vực Zaporizhia ở Ukraine vào tháng 7 năm 2023, sau khi công bố những lời chỉ trích của chính ông về thẩm quyền trong các quyết định của lãnh đạo quốc phòng Nga liên quan đến việc tiến hành chiến tranh Popov. Sau đó đã chỉ trích quyết định cách chức ông một cách công khai, mô tả đó là chỉ huy cấp cao của chúng tôi đánh chúng tôi từ phía sau, chặt đầu quân đội một cách xảo trá và hèn hạ vào thời điểm khó khăn và căng thẳng nhất. Trong một hệ thống mà bản thân tham nhũng đã lan tràn, hình phạt dành cho nó thường là một công cụ chính trị hơn là một nỗ lực nhằm thực thi quản trị tốt. Có một lịch sử lâu dài về việc chế độ Nga sử dụng các cáo buộc tham nhũng, dù là thật hay bịa đặt, để loại bỏ hoặc trừng phạt những người chỉ trích nội bộ hoặc những người đã chọc giận những nhân vật ưu tú quyền lực hơn. Có khả năng việc bắt giữ Popov là một hình phạt minh chứng cho sự không trung thành với cấp trên của anh ta. Với tư cách là một chỉ huy quân đội, Popov thường được coi là người có năng lực cao và theo các nhà bình luận quân sự Nga, Popov rất được quân đội Nga yêu mến. Việc bắt giữ ông có thể sẽ khiến các quân nhân Nga mất tinh thần hơn nữa và củng cố cho các đồng nghiệp của ông ở các vị trí chỉ huy cấp cao rằng lòng trung thành và sự phục tùng, chế độ cũng như cấp trên của mình được đánh giá cao hơn năng lực và uy tín. Ukraine tuyên bố 9 máy bay phản lực Nga bị bắn rơi trong một tháng. Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề. Ukraine says 9 Russian jets down in a month. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy. Theo Kyiv, các lực lượng Nga hoạt động ở Ukraine đã mất 9 máy bay phản lực trong tháng 5. Theo Kyiv, khi Ukraine báo cáo quân đội mặc khư khoa có tổn thất thiết bị và thương vong kỷ lục. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv hôm Chủ nhật mùng 2 tháng 6, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine chuẩn tướng Oleksiy Romo cho biết 9 máy bay phản lực của Nga đã bị phá hủy trong tháng 5 năm 2024. Kyiv, giống như mặc khư khoa, đã tấn công vào các tài sản có giá trị cao như máy bay trong cuộc chiến tổng lực ở đất nước hiện đã bước sang năm thứ 3. Các báo cáo của quân đội và truyền thông Ukraine cũng như các nguồn tin của Nga hồi giữa tháng 5 cho rằng Nga đã mất một số máy bay trên bầu trời Ukraine. Lữ đoàn cơ giới số 110 của Ukraine hoạt động ở phía đông đất nước được các quan chức Ukraine ghi nhận đã bắn hạ một số máy bay phản lực Su-25 của Nga trong suốt tháng 5 ở khu vực Donetsk, nơi giao tranh vẫn bùng nổ bất chấp nỗ lực mới của Nga ở khu vực đông bắc Kharkiv. Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, tính đến sáng Chủ nhật theo giờ địa phương,
Nga đã mất tổng cộng 357 máy bay kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tổng lực. Vào giữa tháng 4, nhà lãnh đạo Bộ Tư lệnh Âu Châu của Washington và chỉ huy đồng minh tối cao của NATO ở Âu Châu, tướng Christopher Cavoli, cho biết Nga đã mất khoảng 1/10 số máy bay tổn kho ở Ukraine. Đầu năm nay, Ukraine đã báo cáo tổn thất máy bay Nga tăng đột biến, cho biết lực lượng Kyiv đã bắn rơi tổng cộng 13 máy bay, bao gồm cả một máy bay do thám A-50 tiên tiến. Nga sau khi tuyên bố của Ukraine, Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một cơ quan cố vấn của Mỹ đã đánh giá rằng hàng loạt tổn thất hàng không đã buộc Nga phải dừng hoạt động trên không ở miền đông Ukraine. Lực lượng không quân của Nga vẫn là một thách thức ghê gớm đối với Kyiv, vốn phải đối mặt với số lượng máy bay Nga nhiều hơn và ưu việt hơn, trong khi chờ đợi các chiến đấu cơ do phương Tây sản xuất như đã hứa rất lâu từ các đồng minh. Trong một tuyên bố khác vào cuối tuần qua, Kyiv cho biết Makhachkala đã hứng chịu con số thương vong hàng tháng cao nhất kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022. Lực lượng Nga ở Ukraine đã mất 38.940 chiến binh vào tháng trước, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trong một tuyên bố. Kyiv cũng cho biết Nga đã mất kỷ lục 1.160 hệ thống pháo trong suốt tháng 5, đồng thời cho biết thêm, đây là số lượng trọng pháo bị tổn thất lớn nhất hàng tháng trong 2 năm chiến tranh. Theo quân đội Ukraine, vào tháng 5, Ukraine đã phá hủy 860 xe chiến đấu bọc thép của Nga. Kyiv cho biết đây là con số tổn thất APV hàng tháng cao thứ hai được ghi nhận, chỉ vượt qua tổn thất trong tháng đầu tiên Makhachkala xâm lược. Ả Rập Saudi không tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu của Ukraine. Ả Rập Saudi không có kế hoạch có mặt tại hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu để hỗ trợ Ukraine vì Nga sẽ không có mặt. Hãng thông tấn Đức DPA đưa tin hôm 2 tháng 6 dẫn nguồn tin ngoại giao. Các nguồn tin ngoại giao cũng nói với hãng này rằng chuyến thăm dự kiến của Tổng thống Volodymyr Zelensky tới Ả Rập Saudi vào ngày 1 tháng 6 để vận động ủng hộ đã bị hoãn lại cho đến sau hội nghị thượng đỉnh. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình sẽ được tổ chức vào ngày 15-16 tháng 6 tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock ở Thụy Sĩ. Ả Rập Saudi đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc tế về công thức hòa bình vào tháng 8 năm 2023. Nước này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đàm phán trao đổi tù nhân với Nga, giúp Ukraine đạt được cuộc trao đổi lớn với gần 300 người vào tháng 9 năm 2022. Đồng thời, Ả Rập Saudi vẫn duy trì mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với Nga. Mối quan hệ này đã được củng cố sau khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine và sự cô lập kinh tế sau đó của Nga với phương Tây. Ukraine hy vọng hội nghị thượng đỉnh sẽ giải quyết một số lĩnh vực chính như an ninh năng lượng, trao đổi tù nhân, trao trả trẻ em bị trục xuất, an ninh lương thực toàn cầu và các chủ đề khác. Trước đó vào ngày 2 tháng 6, ông Zelensky cho biết hơn 100 quốc gia và tổ chức quốc tế chuẩn bị tham dự. Tuy nhiên, ông cũng cáo buộc Trung Quốc làm việc cật lực để ngăn cản các nước tham dự. Hải quân Ukraine phủ nhận tuyên bố của Nga về việc thuyền điều khiển từ xa bị phá hủy. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm Báo chí Kyiv hôm thứ Hai mùng 3 tháng 6, thuyền trưởng Trung tá Dmytro Pletenchuk, phát ngôn nhân Hải quân, đã bác bỏ tuyên bố của Nga về việc phá hủy thuyền điều khiển từ xa của Ukraine trong một cuộc tấn công gần đây vào các khu vực phía nam của đất nước. Tuyên bố ngày 2 tháng 6 được đưa ra vài ngày sau khi Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy 4 thuyền điều khiển từ xa của Ukraine ở phía tây bắc Hắc Hải vào ngày 30 tháng 5. Dưới chiêu bài cố gắng tấn công các tàu của Hải quân Ukraine, Liên bang Nga một lần nữa tấn công các mục tiêu dân sự làm hư hại cơ sở hạ tầng cảng. Trung tá Pletenchuk nói, Nga tiếp tục làm mọi thứ có thể để chặn các tuyến đường biển tới các cảng Ukraine. Trong suốt cuộc xâm lược toàn diện của Nga, chính quyền Nga tuyên bố đã tấn công vào các cơ sở quân sự mỗi khi họ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào dân thường ở Ukraine. Hắc Hải là mặt trận chính của cuộc chiến toàn diện, nơi Ukraine đã phải cắt giảm đáng kể xuất khẩu thông qua tuyến đường thương mại chính trước chiến tranh do các mối đe dọa và cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng dân sự. Zelensky gặp Tổng thống Singapore để thảo luận về quan hệ song phương. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gặp Tổng thống Singapore, Tharman Shanmugaratnam,
bên lề hội nghị an ninh đối thoại Shangri-La tại Singapore vào ngày 2 tháng 6. Trong một tuyên bố, văn phòng Tổng thống cho biết ông Zelensky cảm ơn lập trường rõ ràng của Singapore về cuộc chiến ở Ukraine và thảo luận về triển vọng quan hệ song phương với Shanmugaratnam. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh sự quan tâm của Kyiv trong việc đẩy mạnh quan hệ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, gọi tắt là ASEAN, lên một tầm cao mới. Cuộc gặp Zelensky-Shanmugaratnam diễn ra trước Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Toàn cầu sẽ được tổ chức vào ngày 15-16 tháng 6 tại khu nghỉ dưỡng Birkenstock ở Thụy Sĩ, nơi Ukraine đang chuẩn bị trình bày các đề xuất về cách đạt được hòa bình công bằng và lâu dài với Nga. Zelensky cho biết 106 quốc gia đã xác nhận tham gia sự kiện này. Trung Quốc được cho là đã từ chối lời mời. Zelensky cũng thông báo cho Shanmugaratnam về việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ, theo tuyên bố đưa ra hôm 2 tháng 6. Phát biểu vào ngày cuối cùng của hội nghị đối thoại Shangri-La, diễn đàn quốc phòng lớn nhất trong khu vực, ông Zelensky kêu gọi các nhà lãnh đạo Á Châu tham dự hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu sắp tới ở Thụy Sĩ. Tôi thực sự muốn nhà lãnh đạo Singapore hỗ trợ Ukraine với sự tham gia cá nhân của ông ấy vào hội nghị thượng đỉnh hòa bình, ông Zelensky nói, được Nikkei Asia trích dẫn. Ukraine có kế hoạch tổ chức hội nghị thượng đỉnh để giải quyết một số lĩnh vực chính như an ninh năng lượng, trao đổi tù nhân, trao trả trẻ em bị trục xuất, an ninh lương thực toàn cầu và các chủ đề khác. Theo văn phòng Tổng thống, ông Zelensky cũng đã gặp Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và các giám đốc điều hành hàng đầu của các công ty đầu tư Singapore. Các doanh nhân đại diện cho các công ty bao gồm Quỹ Đầu tư Quốc gia GIC của Singapore, Quỹ Đầu tư Temasek Holdings, Wilma International, Liên đoàn Doanh nghiệp Singapore và Công ty Xây dựng Manhar Group. Zelensky nhấn mạnh nền kinh tế Ukraine đang thích ứng với thực tế mới và vẫn tăng trưởng bất chấp chiến tranh. Ông nói với các doanh nhân rằng, lĩnh vực công nghệ và đổi mới có thể có tiềm năng lớn trong việc phát triển thương mại Ukraine-Singapore. Singapore đã hỗ trợ Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga, áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với mặt tư khoa, giống như nhiều nước Á Châu. Cho đến nay, nước này chỉ cung cấp viện trợ nhân đạo cho Ukraine. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.